VOTMX xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em yêu âm nhạc và ca hát. Để tiện theo dõi cũng như cập nhật những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất thì anh em có thể nhấn vào cái nút màu đỏ ở ngay dưới video để đăng ký và theo dõi cái kênh Audio TMX, hoặc để được hỗ trợ cũng như tất cả những cái thông tin về sản phẩm và giá của sản phẩm thì anh em có thể liên hệ thông qua số điện thoại là 0976 833 612. Quay trở lại với cái vấn đề chính ngày hôm nay thì Audio TMX xin được giới thiệu đến toàn thể anh chị em một cái dòng loa AVI thương hiệu được đến từ Canada. Cái loa AVI này với cấu hình là một chiếc loa bass 30 và một chiếc loa chép kèn. Với chiếc loa này thì nó có rất nhiều những cái đặc biệt về tất cả mọi thứ nhé, về tất cả mọi thứ. Thì hôm nay thì Audio TMX xin được giới thiệu toàn thể anh em về toàn bộ những cái sự đặc biệt đó, và cũng như là xin mời toàn thể anh em đi test thử, nghe thử cái chất âm của cái loa AVI này, và để có thể chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm cũng như là có thể nghe thử, test thử nhiều sản phẩm hơn thì anh em có thể qua cửa hàng tại Khói Châu Hưng Yên để xem và cũng như là nghe thử và có nhiều sự lựa chọn hơn về sản phẩm. Như vậy thì sẽ cụ thể hơn, còn toàn thể video là mang hình thức là giới thiệu chứ không thể nào nói lên được tất cả chi tiết của sản phẩm. Thì đã trước mắt mọi người đã nhìn thấy là một ở đây thì em đã tháo một cái chiếc loa AVI ra, và một cái thì còn nguyên màng để anh em có thể hình dung được cái hình dáng của chiếc loa. Đây em xin được quay kỹ hơn. Đấy. Thì chiếc loa AVI này thì rất chi là đẹp mắt rồi, rất chi là đẹp mắt với màu sắc quen thuộc cổ điển. Đó, màu đen với chiếc logo thì rất chi là nổi trội, màu vàng óng ánh, màu vàng óng ánh, được gọi vàng với màu vàng óng ánh. Còn chiếc loa bass thì như mọi người đã nhìn thấy thì nó có một cái điều rất đặc biệt và gần như không giống như những cái chiếc loa khác ở thị trường mà chúng ta đã được gặp và được nhìn, đó là về cái chất gân và về cái chất của cái màng. Như mọi người đã nhìn thấy trước mắt mọi người đó, cái màng loa thì có một cái điều rất là đặc biệt, với một cái kết cấu thì rất chi là chắc chắn, sẽ mang lại một cái chất âm rất chi là hay. Và một cái gân, anh em xin được để ý đến cái gân, cái gân thì nó là một cái gân cao su, cao su này nhưng mà phải nói là một cái cao su rất là đặc biệt, mang lại được một cái độ dai, độ đàn hồi rất là tốt, và cái gân cao su này rất chi là to. Mọi người hình dung là trông nó như một cái củ loa bát của một chiếc loa súp nha. Đây, anh em nhìn cái gân nó rất là to. Vậy từ cái gân chúng ta có thể cảm nhận được, nếu để mình nhìn sơ qua thì chưa cần nghe chúng ta vẫn có thể cảm nhận được là một chiếc loa này nó sẽ oánh ra được một tiếng bát rất là đặc cấp. Này, rất là đặc cấp đây, vì là cái màng nó sẽ phải đưa vào rất là nhiều và rất là mạnh, rất là khỏe thì nó mới phải cần làm đến một cái màng, một cái gân nó to, nó chắc, nó dai và đẳng cấp như thế kia. Và như em đã nghe thì phải nói thật sự là một chiếc loa này nó rất là đẳng cấp về tiếng bass và kể cả tiếng chép. Chép thì có thể nói là sáng, rất là sáng. Thế nhưng tiếng bass thì nó mang lại một cái chất âm tuyệt. Lời thì vẫn mang lại rất là sáng rồi thì không nói làm gì, lời vẫn sáng, vẫn bay bổng để chúng ta hát karaoke rất là nhẹ nhàng và tuyệt vời rồi. Thế nhưng cái tiếng bass thì nó rất là lực oánh, rất là chắc. Nó chắc không phải là chắc mềm, chắc nhũng, chắc nhung nhanh đâu, mà oánh chắc nịch luôn, chắc nịch, chắc tròn vành luôn. Thì chơi một cặp này thì cảm giác rằng là chúng ta sẽ không cần phải loa súp. Nó như kiểu chúng ta đã đặt một con loa súp bass 40 ở trong phòng rồi. Oánh rất hay, tiếng bass rất là đẳng cấp. Một số những cái dòng, kể cả những cái dòng loa V3 thì cũng không thể nào địch lại được cái tiếng bass này đâu. Tiếng bass của con này rất hay, em cảm nhận được rất hay, rất chắc. Cái này rất phù hợp cho anh em nào yêu nhạc mạnh. Loa này mà chơi nhạc liên khúc với cả nhạc remix với DJ thì không có gì phải lăn tăn rồi. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thì sau đây em xin mời mọi người cùng đi khám phá bên trong của cái chiếc loa nhé. Khám phá bên trong của chiếc loa. Đây. Em sẽ để cái máy quay này nó lại gần hơn để mọi người có thể nhìn rõ hơn về cái chiếc loa. Đây, nó hơn cái chiếc loa.
Thì ở đây em đây em xin mời mọi người. Thì em sẽ nhấc cái cú la bát này ra. Đây, cấu hình như mọi người đã nhìn thấy nha, như mọi người đã nhìn thấy thì cái củ nam châm rất chi là to này, mọi người đã nhìn thấy đây, củ nam châm rất chi là to và đẹp, toàn bộ loa của em thì đều đẹp nhá. Và cái củ này chắc có lẽ nó phải đến 20, không thì nó cũng phải 19. Củ rất là to, thiết kế rất là có cái độ sắc sảo, rất sắc sảo, không hổ danh là thương hiệu của Canada, không hổ danh. Nam châm thì đây, như mọi người đã nhìn thấy, wow, một chiếc bát có thể nói là tuyệt vời, thật sự mà nói đấy, một chiếc là bát có thể nói là tuyệt vời, với cái từ rất chi là có độ sắc nét, đây, từ rất chi là có độ sắc nét, logo dán ngay cái tem logo AVI. AVI Show International Canada, một cái âm thanh quốc tế, theo như tiếng Việt em hiểu nôm na là như vậy, là một âm thanh quốc tế. Đây, Canada, anh em nhìn nhá. Với cái côn con này là côn 76 rất chi là to. Con này thì nó có một cái lỗ thoát hơi rất đẳng cấp. Đây. Thực ra là đối với những cái loa nó có cái lỗ thoát hơi ở đây này thì nó lại cho được một cái tiếng trầm rất là hay, tiếng trầm rất là tốt. Thì bản thân cái loa này thì đây, như mọi người đã nhìn thấy đây, nó có một cái lỗ thoát hơi rất to và xung quanh nó lại đục những cái lỗ nhỏ, vậy thì nó sẽ mang lại được một cái tiếng trống, tiếng bass rất là dứt khoát và tiếng trầm rất là tuyệt vời, đúng không ạ, rất là tuyệt vời. Nó khác so với những cái loa được bịt kín, thì những cái loa có cái lỗ thông hơi như này thì nó sẽ mang lại một cái tiếng bass rất là hay, tiếng bass rất là hay. Thì mọi người đã nhìn thấy đấy, thì ở đây nó lại là một cái lỗ thoát rất là to và xung quanh lại có những cái lỗ rất nhỏ, thì làm cho cái tiếng bass, cái màn nó di chuyển ra vào nó rất là nhịp nhàng và nhẹ nhàng, cộng thời với cái không khí nó lưu thông tốt thì nó sẽ mang lại được một cái âm thanh dứt khoát và chắc chắn đấy anh em nhá, dứt khoát và chắc chắn. Toàn bộ cọc thì đều là cọc đồng nha. Củ loa chép đây, củ loa chép thì lại được dùng và được sử dụng củ loa của Made in Brazil. Đấy, Brazil. Với model là D2201TI. Tiếng chép thì con này được thiết kế với rất là chắc chắn, chép rất là đẹp, chép rất là đẹp, thiết kế rất là chắc chắn với cái họng kèn bằng hợp kim. Đấy, bằng hợp kim. Đấy, rất là chắc chắn, từ trắng, mang lại một cái chất âm rất là khỏe và chắc chắn đây. Rất là khỏe. Củ chép này thì tuyệt vời rồi, anh em có thể yên tâm với cái củ chép này, nó sẽ mang lại một cái tiếng rất là hay, tiếng rất là hay. Bát đây, bát thì đẹp zin, anh em nhìn nha, củ bát rất đẹp và zin. Tiếng bát của chiếc loa này thì không phải suy nghĩ rồi, ngay kể cả cái lỗ thông hơi anh em nhìn nó cũng rất là to, rất là to. Thùng loa đối với cái loa thì cái xương nó được làm rất là chắc chắn, xương được làm rất là chắc chắn và ngay trên xương, đúng là loa của Mỹ nó cũng khác, một cái thương hiệu tuyệt vời. Nó đã dập ngay cái logo AVI lên cái xương của cái loa này, lên cái xương của cái loa. Toàn bộ cái nhện xung quanh đây nó lại đục những cái lỗ thoát hơi để cho cái nhện khi nó lên xuống nó sẽ được thoát hơi ra đây, và nhiệt cái không khí ở trong cái côn nó cũng sẽ được thoát ra ở đây nữa. Vì cái nhện sau khi nó cũng khá là kín, thì khi nó màng nó được đẩy lên đẩy xuống thì đây, màng nó được đẩy lên đẩy xuống như này, mọi người nhìn nhá, cái màng nó đẩy lên đẩy xuống thì đương nhiên là cái nhện nó cũng lên xuống, mà lên xuống nếu như nó không có chỗ thoát hơi ngoài thì cái nhện nó sẽ bị cản lực lại, nó không lên không xuống được tốt. Thì đây, ở đây họ đã làm những cái lỗ thoát hơi, họ đã làm những cái lỗ thoát hơi rất chi là chuyên nghiệp. Và sao nó có cái tiếng mát đẳng cấp như vậy, thật sự mà nói tiếng mát của chiếc loa này rất đẳng cấp. Đây là toàn bộ cái bên trong của chiếc loa. Đây, mọi người đã nhìn thấy không? Họ thiết kế một cái từ nam châm vát, hơi vát ở trong. Rất có độ chuyên nghiệp. Này, rất có độ chuyên nghiệp và có cái độ sắc nét. Này, có độ sắc nét. Wow, đẹp thật. Đây, cái cổ côn thì được gắn đây, keo cổ côn này nha anh em nhé. Anh em nhìn kỹ một chút nào. Đấy, keo của côn này,
keo đối với cái côn của cái loa này thì nó sẽ gắn hơi hở so với cổ, chứ nó không như những cái dòng loa khác là được gắn khít xuống. Tuy nhiên là mọi người nhìn cái chất keo này, ít cái keo nào của anh em nào làm ngoài có thể làm được cái chất keo như thế này. Hoàn toàn cổ côn này là zin nhá anh em nhá, hoàn toàn zin. Anh em xin được quay xung quanh đấy, hoàn toàn zin nhá. Mã này dập lên màng loa này đấy, và cái gân cái nhện này, keo thì được đây mọi người nhìn nhá. Đối với một cái chiếc loa nó còn zin hay không thì anh em nhìn có thể biết được ngay. Đầu tiên là keo của côn còn được bóng, được ống, được đều nhá, bóng, ống và đều, và cái keo có màu rất là có cái độ sắc nét vì cái máy nó bôi keo chứ nó không như kiểu là mình bôi tay. Và một cái điều rất là đặc biệt đó là cái mép của cái nhện nhá anh em. Cái mép của cái nhện này này thì khi mà anh em đã thợ đã cậy ra thì phải dùng các cái thiết bị để cậy cái này lên, cậy nó lên thì khi gắn lại nó không thể nào có cái độ phẳng. Anh em nhìn nhé, nó không thể nào có cái độ phẳng và mịn như thế này đâu. Này, nó không bao giờ có độ phẳng và mịn như thế này. Đấy, thì anh em xin lưu ý rằng là, và kể cả cái lớp keo này, nó cũng đều rất là, còn rất là mịn. Đấy, nó rất là mịn và đều. Thì anh em nhìn cái là anh em biết ngay là cái loa này nó có còn zin hay không nhá. Loa này nó còn zin hay không. Đấy, toàn bộ keo xung quanh đây. Đấy, nó cũng còn rất là đều. Rất đều, đẹp. Đấy, anh em nhìn nhá, nhìn kỹ. Cái nhện thì nó là cái màu hơi hơi thâm, nhện hơi thâm chứ không phải là nhện sáng. Đấy, và nhìn cái nhện nó rất là đều và có cái độ sắc nét, độ đàn hồi rất cao. Đấy. Keo của cái cổ dâu đây anh em nhá, keo cổ dâu đây. Rất là sắc nét. Cũng có một cái số cái keo cổ dâu này này, nó gắn nó cũng không được đẹp như này đâu. Đây, nó không được đẹp như này đâu, nó sẽ hơi xấu một tí, nhưng cái loa đấy nó sẽ vẫn là loa zin. Vì anh em phải nhìn kỹ một điều rằng nếu như cái keo mà bôi lại nó sẽ toe toét, nhưng đúng vẫn cái keo của nó thì ok, hoặc là cái keo mà đã bôi lại thì nó sẽ bị đè lên cái keo cũ, và đè lên keo cũ thì không thể nào đè kín đều và đẹp như thế được. Đấy thì chúng ta sẽ có thể lưu ý những cái vấn đề đó. Thế nhưng mà chiếc loa này rất là đẹp và còn zin đen đẹp, zin 100% nhá, zin 100%. Một chiếc loa rất là khôn với cái thiết kế rất là tuyệt vời. Đấy, với cái thiết kế rất là tuyệt vời, có thể nói rất tuyệt vời, có thể nói rất tuyệt vời. Đấy, rất tuyệt vời. Thì đây là cái phần về cái phần bên trong. Thì còn đây là về cái phần tiếp theo đây. Em quay sát hơn về cái phần cái gân, cái màng của nó. Đấy. Đối với cái màng, một phần nữa là chúng ta cũng lại để có thể nhận xét và có thể nhìn phân biệt ra để xem là cái màng và cái gân, cái nón nó còn zin hay chưa, nó có không, nó có bị làm lại hay không. Thì anh em nhìn là cái keo này. Đối với cái keo khi một cái máy nó bôi thì đầu tiên đây, đầu tiên thì nó phải có cái sự hợp nhất này, hợp nhất giữa cái đây anh em nhìn này. Đây này, hợp nhất giữa cái ở trên, cái trên và cái dưới nó tạo thành một cái đường tròn đều chứ không phải là toét toét đấy. Và cái thứ hai đây anh em nhìn này, nó rất là đều, tròn đều và keo rất là đều, không phải chỗ dày, chỗ mỏng, chỗ to, chỗ nhỏ anh em nhé, chỗ to, chỗ nhỏ. Màng đây anh em nhìn này, màng thì nó có hai lớp màu nhá. Đây, hai lớp màu, một cái lớp ở trong này màu nó sẽ đậm hơn một chút xíu và cái ngoài nó sẽ nhạt hơn. Đây, cái ngoài nó sẽ nhạt hơn. Đây anh em nhìn này, keo xung quanh cái gân. Và cái gân tuyệt vời. Thì đây, một lớp keo xung quanh cái gân này. Thì cái keo xung quanh cái gân này nó cũng đều, rất là đều. Đấy, nó rất là đều. Chưa thay gân, gân xịn nhá, gân xịn nhá. Và cái độ đàn hồi mọi người nhìn này. Đấy, rất là dai. Rất là dai và cho được cái độ đàn hồi. Ui, tuy nó dai như vậy nhưng không phải là cái màng này nó đã cứng nữa nhá. Mà chúng ta nhìn này này, chỉ hơi chạm nhẹ là cái màng này đã di chuyển rồi. Đấy, thấy chưa? Đây. Đấy. Thì cái màng này nó cũng sẽ vẫn mang lại được một cái độ nhạy rất là tuyệt vời, có thể nói rất là tuyệt vời, rất chi là tuyệt vời, một cái sự tuyệt vời trong cái thiết kế. Và cái tiếng bát của này nó đánh, anh em nào mà ưa tiếng bát mạnh và thích và yêu tiếng bát thì đây là một cái dòng lá rất đáng để chúng ta có thể sử dụng nha, rất đáng để chúng ta có thể sử dụng, mà giá thành lại cũng rất là phải chăng.
là không quá đắt đỏ như B3. Đây anh em nhìn nha. Thùng thì được đây, logo. Logo AVI bóng bẩy. Rất chi là bóng bẩy. Em chưa lau liếc gì, rất chi là bóng bẩy. Ừ. Với cái lưới rất là khôn, dưới rất là sắc nét. Đấy, được đục rất là sắc nét. Thùng loa thì được sơn sần. Thùng loa thì được sơn sần. Đây. Cái củ bát không mà đã nặng. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá về bên trong của cái thùng nha, khám phá bên trong của cái thùng đây. Úi chà chà, thật sự xứng đáng là một cái loa của một cái thương hiệu Canada đúng không ạ, một cái loa của thương hiệu Canada. Nó có tên, nó có tuổi, nó cũng khác. Thùng thì được thiết kế rất là chắc chắn với gỗ rất là dày dặn rồi, không nói làm chi nữa rồi đúng không ạ. Hai bên được đệm mút tiêu âm nha, mút tiêu âm chuyên dụng này. Chị ạ. Thì còn đây. Như anh em nhìn thấy đây. Loa thì được sản xuất năm 2012. Loa được sản xuất năm 2012. Và cũng đúng và trùng với những cái sản phẩm như ở trên cái củ nam châm được in. Đây ngày 1 tháng 2 năm 2012. Đấy, ngày 1 tháng 2 năm 2012. Đấy chứ. Thế chứ ạ. Toàn bộ trên sản phẩm của loa của Phân Tần thì cái Phân Tần thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy cái cuộn đồng nó được thiết kế rất là đẹp, chuyên nghiệp, tạo lại một cái mang lại một cái nhìn cho người nhận, một cái nhìn nhận cho người dùng và người xem nó rất là chuyên nghiệp và cái độ sắc nét. Đối với tất cả những cái Phân Tần khác thì họ sẽ dùng cái cuộn đồng này, thế nhưng cái cuộn này thì nó sẽ mang lại một cái sự sang trọng, một màu vàng gần như ai cũng thích. Đấy, màu vàng gần như ai cũng thích, để nó tạo nên một cái sự, một cái vẻ đẹp, nói chung là một cái vẻ đẹp, một cái sự nổi trội cho một cái Phân Tần. Trên Phân Tần thì được dập và được in ngay cái logo AVI, ngay logo AVI được ạ, đúng không ạ. Tụ đấy, tụ thì cũng đều được sử dụng đây, tụ cũng là tụ của AVI. Tụ là của AVI. Một cái bóng chống cháy thì em đã nói rồi về cái bóng chống cháy này. Thì cái bóng điện chống cháy này khi ở nhá, xin lưu ý, khi ở cái công suất bình thường, tức là mức âm lượng bình thường nhỏ, thì cái bóng này nó coi như là một cái con điện trở nhỏ. Này, coi như một con điện trở nhỏ với công suất của bóng giả sử 35W ví dụ thế. Thì nó coi như là một công suất nhỏ. Thế khi mà chúng ta làm việc với âm lượng lớn hơn, công suất lớn hơn thì ngay lập tức cái bóng này nó sẽ sáng lên. Nó sẽ sáng lên thì chứng tỏ rằng là cái điện trở của nó phải tăng lên để nó cản hết dòng điện trên cái bóng này, thì cái bóng này nó mới nóng và sáng rực lên đúng không ạ. Thì ngay lập tức khi dòng điện được cản hết ở trên cái bóng này thì dòng đi qua con đi 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 đến cái lá chép, cuộn đồng của lá chép nó cũng sẽ bị giảm đi. Theo định luật thì khi dòng điện giảm thì điện áp nó cũng sẽ giảm theo, vì điện trở cố định thì điện áp cũng sẽ giảm đi và được bảo vệ lá chép. Thế khi mà cái dòng nó lớn quá thì làm cho cái bóng điện này nó sẽ không chịu được và nó sẽ đứt. Khi nó đứt thì ngay lập tức sẽ mất điện áp và dòng điện đi qua cái cuộn cảm hay là cái côn loa của loa chép và bảo vệ loa chép tối đa, tuyệt đối. Và khi chúng ta thấy loa của chúng ta không kêu nữa thì hãy bỏ ra và kiểm tra cái bóng này đầu tiên. Thế khi cái bóng này mà không đứt thì chúng ta sẽ phải xem lại cái loa chép, giữa cái thông số của loa chép và cái bóng nó có phù hợp với nhau không. Tuy nhiên là cái trường hợp khi nhà sản xuất nó đã thiết kế ra thì gần như là có sự tính toán cả rồi. Và ngay bên cạnh cái bóng nó là một cái cầu chì, anh em nhìn thấy không, vàng vàng này. Con này là một con cầu chì tự phục hồi. Em xin nhắc lại là con này là con cầu chì tự phục hồi. Khi đạt đến một cái ngưỡng công suất nào đó mà cái con cầu chì này theo nhà thiết kế đã đưa ra, giả sử như là 1A với một cái điện áp nào đó 70V hoặc 20V, 50V thì con cầu chì này sẽ đứt. Đấy, nhưng nó là cầu chì tự phục hồi thì nó không đứt hẳn mà nó chỉ đứt tạm thời. Sau khi chúng ta vặn âm lượng nhỏ đi, vặn âm lượng nhỏ đi thì ngay lập tức là cái cầu chì này nó sẽ lại được nối lại. Nó lại được nối lại và cái loa chép của chúng ta sẽ là hoạt động bình thường. Đấy. Thì đối với cái thiết bị này thì loa chép của chúng ta gần như được bảo vệ tối đa nhá, tối đa và tuyệt đối không bao giờ cháy được loa chép. Xin thưa rằng không bao giờ cháy được loa chép.
mà chỉ có thể hỏng các cái thiết bị như là đứt bóng hoặc là cầu chì tự phục hồi. Thì chiếc loa này thì với cấu hình là em đã nói rồi. Đây đây là mặt sau của chiếc loa. Đây, mặt sau của chiếc loa thì như mọi người đã nhìn thấy đây là nó là một cái model là B12RI. Đấy, B12RI, một cái hệ thống loa gồm có một loa bát và một loa chung, à một loa chép, với công suất là 500W. Đấy, với công suất là 500W khi ở mức đánh bình thường. Đấy, nhá, mức đánh bình thường. Và điện trở là 4 ohm. Điện trở là 4 ohm, anh em xin lưu ý nhé, điện trở là 4 ohm. Để 4 ohm, công suất là 500W. Đây. AVISO.com Canada logo đây ạ. Ở dưới là có hai cái rắc, một cái rắc input và một cái rắc link. Link này để output ra. Output ra tức là chúng ta sẽ cắm tín hiệu từ con đẩy vào đây chẳng hạn. Thế còn đầu ra chúng ta muốn cắm sang con loa khác thì chúng ta sẽ cắm từ cái này, cắm thẳng sang con loa khác luôn. Vì đây mọi người nhìn thấy này, bản thân ở trong nó lại được nối với nhau nha. Ở trong nó lại được nối với nhau này, nó nối song song với nhau nên là nó sẽ được nối thẳng sang cái loa khác. Dây thì đều dây rất là to rồi, chúng ta sẽ không phải lăn tăn gì về sợ dây không đủ công suất. Đấy, sợ dây không đủ công suất. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu đến mọi người cái loa AVI. Đây, AVI. Sau đây thì em xin mời mọi người cùng đi nghe thử cái chất âm của con AVI này, xem là liệu rằng cái tiếng bass của nó và cái tiếng chép của nó có đúng như lúc nãy em đã có nói hay không. Đấy, có đúng như lúc nãy em nói không nhá. Em xin mời mọi người cùng đi nghe thử. Sau đây em xin mời mọi người cùng đi nghe thử cái tiếng nhạc cũng như cái tiếng mic của đôi loa này nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi nghe thử cái tiếng nhạc. Tiếng bát và tiếng chép nó đánh rất là uy lực, rất là uy lực, rất đáng đồng tiền, rất đáng tiền. Em đang đánh với cái phòng của em nó đang là gần 40 m², hơn 40 m². Đấy, gần 40 m² mà nó đánh rất nhẹ nhàng, đầy áp âm thanh trong phòng, không một chút không có một chút gì là ấy cả, đánh rất sướng. Với một đôi này thì phòng trong gia ca ok gia đình thì chắc có lẽ là không có gì phải làm tăng. Giờ em sẽ thử cái tiếng mic xem là cái tiếng mic nó như nào. Một 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 hai 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 ba 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 bốn 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 năm 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 sáu sáu bảy 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 tám 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 chín chín mười lên lên một 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 hai hai ba 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 bốn 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 năm năm sáu bảy tám tám chín chín mười. Đấy, và vừa rồi thì đấy là cái tiếng nhạc. Sau đây em mời mọi người cùng đi nghe qua thử cái tiếng hát khi chạy một bài hát.
xem là cái tiếng hát nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, em đang chạy với cái đầu Sơn Ca Media đây. Thử nhạc nhé. Số điện thoại 0976 833 612, có thể nói rằng là chất âm tuyệt hay hơn cả DK nhé, hay hơn cả cái đôi DK ở dưới. Thì
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau nhé.